Sơn thì nó hay sĩ diện. Thừa phải lăng ấy. Nhưng mà cháu không làm. Mình không muốn cho nó mình thắng để mất việc nhiều cái. Đúng rồi. Hôm rửa đây có 3-4 người đấy. Nó bảo là đu 9 vòng rưỡi đấy. Nó bảo là đu 2 lượt rưỡi xoay. Đây là anh Trương Quý Oanh. Đấy, đang bên tổ chức sự kiện đang trăng dây rất là sát cái khu vực đu xích kìa. Thì gần như là đu sẽ bị mất đà. Để cho ra được những cái thước phin đẹp để phục vụ anh em đam mê xích đu cũng như đam mê thể thao thì Tiến Thịnh cũng phải bỏ thời gian rất là nhiều công viên. Nếu mỗi một chiều trừ những hôm bận rộn đi công tác hoặc phải đưa con đi học thì Tiến Thịnh phải ra đây để quay để đưa lên cho anh em sau này nó là những cái lưu giữ, những cái cuốn phim lịch sử kỷ niệm. Ví dụ sau này hệ thống đu xích mà nó phát triển trên toàn quốc mà nó nhiều, nó thành những cái cuộc thi rồi thì xem lại những cái clip mà anh em Yên Sở tập đầu tiên ở đây thì nhìn nó rất là vui và cái mặt nó rất là ngố, đặc biệt anh Thù này. Đấy. Mặt rất ngố. Đấy, xem những cái clip và anh với cả anh Trung đu cái hồi đầu cho ông mặt ông Việt thì buồn cười lắm anh ạ. Nhìn nó ngây ngô mà nó và cái mặt nó ngây ngô, nó căng thẳng lắm. Đấy, để đu được như này nó không là đơn giản, không hề đơn giản. Đấy, Tiến Thịnh cũng hay tập vào cũng buổi đực buổi cái, bận đi làm đi công tác hoặc đưa con đi học nên tập cũng buổi đực buổi cái thì đu được khoảng 2-3 vòng này. Đây là một trong những sư phụ dạy Thịnh lôi xanh xanh tay vào từ hồi đầu. Bây giờ có đằng sau hàng trăm đệ tử. Đu này bây giờ gọi là đu dưỡng sinh. Nhưng mà thế hệ các cụ 60 tuổi rồi mà đu được như này là rất là kinh khủng. Còn anh em thanh niên thì dưới 20 tuổi đu nó khác. Thể lực, tay, độ phản xạ. Nay công viên Yên Sở đang mưa phùn. Lúc to lúc nhỏ. Sân thì ngổn ngang rồi. Đấy. Anh Thu vẫn đi được 5 vòng ạ. Hôm nay không thấy anh Trung Đậu ra. Chắc là mải rán đậu ở nhà rồi. À anh đi ngược à? Cháu phải trơn à? À trời mưa rất là to này, hạt mưa. 6 vòng rồi. Những người mà tập cái thời tiết rét mưa mà như này là rất là đam mê thể thao. Anh lên tiếp đi để lối tiếp. Lắm chặt có thể rơi bất cứ lúc nào. Chiều mai ở đây test nhạc là mầm rồi không sẽ vi phạm bản quyền YouTube.